bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ bên kia giới thiệu. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Lý, em năm nay 26 tuổi, quê ở Tây Ninh. Em là nhân viên văn phòng ở quận Tân Bình. Rồi, bạn trai mình giới thiệu về mình á. Em tên là Nguyễn Hùng Cường, em đến từ Bình Thuận, năm nay em 27 tuổi. Và hiện tại thì em đang làm nhân viên IT tại công ty cổ phần công nghệ phần mềm NUS. Cũng ở gần cái công ty của bạn bên kia luôn, không biết là bạn ở Tân Bình mà bạn ở đường nào bạn? Dạ, ở Cộng Hòa. Mình cũng ở Cộng Hòa luôn, mình ở tòa nhà sketch 3. Dạ không biết. Hỏi tiếp đi, hỏi tiếp đi. Đang hay mà, tiếp tục đi. Hỏi có gì thân quen nữa không? Bạn ở Tây Ninh, bạn có ở gần núi Bà Đen không? Dạ cũng gần gần. Mình cũng biết Tây Ninh nhiều rồi nhưng mà chưa có đi núi Bà Đen lần nào hết. Hy vọng lần này có cơ hội để xuống núi Bà Đen để khám phá núi Bà Đen. Vậy mà tưởng đâu ở Sài Gòn cũng gần, ở Tây Ninh gần luôn chứ. Thì nhắc tới Bình Thuận thì em nhớ tới gì địa danh vậy ha? Bình Thuận Canh Cát. Cát hả? Dạ. Đồi Cát ở Đồi Dương cũng rất là đẹp. Nhưng mà anh thì không phải ở đó, quê anh ở Bình Thuận nhưng mà lại ở Đức Linh. Cái vùng của anh á thì nó chủ yếu là đồi núi. Và Bình Thuận, em thấy cái Bình Thuận cái địa danh đó em cảm thấy rất là tự hào về quê hương mình. Nó có cái tên rất là dễ thương, ví dụ như em ở là xã Đức Hạnh, gần đó thì có Đức Tài, rồi Đức Tín, rất là hay. Nếu mà có dịp nào đó thì mời Lý về Bình Thuận chơi. Dạ. Rồi hôm nay Lý đến đây tìm một người yêu như thế nào? Dễ thương, tròn tròn chút xíu. Bạn ở đây mập dữ lắm luôn, hình như bạn 90 mấy ký á. Trời. Bạn 92 được không bạn? Dạ hơi 70 được rồi anh. Mới nói thích tròn tròn mà. Cũng vừa vừa thôi anh Quyền Linh ơi. Điểm gì không thích? Hút thuốc. Biết hút thuốc không bạn? Dạ không, trước giờ em chưa hút thuốc. Dạ đặc biệt là con trai có khuynh hướng bạo lực, em rất là sợ vậy. Đừng có giữ quá, nãy giờ thấy bạn này nói nhiều quá. Đâu nói nhiều chứ đâu có giữ, nói nhiều chứ chắc giữ, nói nhiều chứ mình nạt cái nín mà. Em nghĩ là nam nên nhường bạn nữ chút xíu. Nhiều khi tính mình cũng điên điên lên, mình cũng cào cấu thì cũng sẵn sàng cho. Cho ta cào cấu không bạn? Dạ có chị. Wow. Tính em thì cũng không bạo lực bởi vì em cũng có chứng kiến nhiều cái hoàn cảnh mà bạo lực gia đình và em cảm thấy rất là bất bình về cái chuyện đó. Nên em nghĩ là chính ngay từ bản thân mình cần phải làm tốt điều này đã. Nên là về cái vấn đề này bạn cứ yên tâm. Yên tâm ha. Mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi. Em chỉ được cái là em biết lắng nghe và quan tâm chia sẻ. Mà cái gì mà xấu là em nói thẳng là xấu. Em không có dối lòng mà khen đẹp được. Bạn bè cũng nhắc nhiều cho nên em cũng đang sửa. Không sao, chị nghĩ bình thường thôi. Mình cứ sống thật với bản thân mình là được. Em cũng hơi tệ chút xíu, không có giỏi nội trợ cho lắm. Em thích con trai, em biết nấu ăn. Em biết nấu ăn không? Dạ em biết nấu nhưng mà nấu không có được ngon lắm vậy. Dạ từ từ em ăn được. Thì em thấy ngon, còn cái người ăn thì hên xui vậy. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thời sinh viên cũng có 2 mối tình, rồi sau này đi làm thì cũng có 1 mối tình. Mới bây giờ cái mối tình dài bao nhiêu lâu? Khoảng gần 2 năm anh. Lý do tại sao không chia tay? Sau một thời gian quen thì em cảm thấy là bạn nữ đó chưa có phù hợp với mình một vài điểm. Ủa tại sao mình nghĩ cái điều đó đã xảy ra rồi mà mình phải nhìn thấy chứ. Tình yêu nó nhiều khi nó cũng phải trải qua một thời gian rồi mình mới nhận ra được. Dạ không chị. Đầu vô không thấy không hợp đi, mất thời gian. Hơi lãng phí tuổi thanh xuân của người ta. Độc ác rồi. Rồi, nói một câu xanh rờn, độc ác. Em nghĩ là trong cái việc mà tình trường nó cũng giúp ích cho bạn nữ trưởng thành nhiều hơn. Em nghĩ là vẫn còn có cơ hội rất là nhiều. Quen 2 năm mà. Chứ đừng quen tao 10 năm nó không hợp. Bạn hãy nói cho bạn gái biết mình có những cái ưu khuyết điểm gì. Biết quan tâm người khác, kể cả công việc của mình hay là công việc của người khác. Em cũng luôn luôn nhiệt tình, ga lăng. Cũng hơi dễ gần á. Nên nhiều lúc đi về quê, cứ mỗi lần đi về quê mà không đi xe máy vậy thôi, đi xe đò. Cứ mỗi lần đi xe đò là ngay là được một cô ở đó. Làm gì đó hả? Dạ. Sao? Tự nhiên cái mối tình xe đò của em nó giống như là định mệnh vậy đó, sét đánh vậy đó anh. Vậy là nhiều lắm hả? Nhiều lắm luôn. Cứ mỗi lần đi xe đò là cô hả? Dạ cũng xác suất là cũng 3 lần một cô. 3 lần cô đó, giờ bạn đi cả 100 lần vậy đó hả? Chưa tới anh. Chắc người ta thấy mình dễ gần rồi người ta cũng bật đèn xanh cho mình luôn. Rồi bạn cũng dễ gần luôn. Nhiều lần nó xảy ra như vậy rồi em cũng sợ. Nên là dần dần cái em phải chuyển sang là đi phương tiện xe máy chứ không dám đi xe đò nữa. Vụ này ngộ à. Vụ này lạ lắm nha. Bên này hơi hoang mang rồi nè. Anh nghe cái vụ này cũng hơi hoang mang tí. Theo em ý kiến thì sao? Con trai đặc biệt là em không thích con trai lăng nhăng. Mà bạn này dễ yêu quá à. Gặp ai cũng yêu được thì gặp em vậy rồi gặp người khác nữa thì sao? Đấy, câu hỏi đừng chút em hỏi người kia nha. Dạ. Cái này cũng hơi căng á, tức là hơi rung động nhiều quá, hoang mang. Vậy sao trên xe đò chưa gặp cái mối tình nào mà gọi là mình để mình tiến tới hôn nhân luôn hả? Về những cái mối tình của mình thì em vẫn nhớ nhất là cái mối tình đầu của mình á, là cái mối tình thời sinh viên á anh Quyền Linh. Dạ. Thì có kỷ niệm gì? Dạ cái nụ hôn đầu đời ở cái mối tình đầu tiên nó đặc biệt. Sao? Tả thưa lâu quá tôi không nhớ nụ hôn đầu đời. Kể nghe coi sao. Dạ. Cái nụ hôn ai trời chị Cát Tường. Không sao không sao. Dạ. Cái hôm đó vậy cái bạn em nói là không quen nữa để tập trung cho việc học. Em đi về nhưng mà đi ra tới cửa cái tự nhiên bạn nó lôi em lại, đè em vô trong tường luôn. Ồ, là bạn nó ôm em hả? Rồi tới gì nữa? À, tự nhiên lúc đó em run anh. Rồi em có làm gì nữa không? Em lúc đó em đơ. Là lúc đó là hôn đầu tiên của em nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ đó. Vậy là nụ đầu tiên bị ép buộc đúng không? Cưỡng hôn hả? À, gần như là vậy đó chị. Rồi sao nữa? Nhưng mà cảm thấy nó đã. Giờ có thích hôn nữa không? Dễ sợ. Dạ giờ vẫn thích hôn anh. Rồi chút bấm nút thì hôn. Nhưng mà nè nè, dạ. Người bạn gái mà ví dụ như ta cưỡng hôn mình, người ta làm gì cưỡng thì ghê vậy. Mình có nghĩ là người ta dạng quá không? Có gì? Có sợ cái người bạn gái mà mạnh dạng quá không? Dạ mạnh dạng quá em cũng sợ, nhưng mà vẫn thích. Tức là nó thích nhưng sợ nhưng mà thích. Bây giờ tôi hỏi nè, trải qua cũng mấy mối tình rồi đúng không? Dạ. Bây giờ đã muốn tiến tới hôn nhân chưa? Dạ có vậy. Bây giờ ví dụ em tiến tới hôn nhân mà cái người bạn gái của em cũng trải qua nhiều mối tình, nhiều cái tình trường rồi thì em có ngại không? Dạ không, em đã cho phép ở cái vé trước của em là như vậy rồi mà. Không, tại nhiều người ích kỷ đó, đàn ông vậy đó. Bạn gái của mình thì mình muốn sở hữu chiếm đoạt, muốn ở cho lâu rồi cuối cùng bỏ anh ta. Nhưng mà khi mình lấy vợ mình đòi người còn nguyên si ở đâu ra? Dạ không, em nghĩ có tình trường thì cái bạn đó mới trưởng thành được. Nhờ cái đó mới giữ được cái tình cảm bền lâu sau này được. Chắc ha. Dạ. Rồi, bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Khoảng 3 năm nữa. Lâu quá vậy? Dạ. Tới đó nó không hợp. Tới 3 năm nó không hợp rồi sao trời? Thì 2 năm vậy. Lát mở màn lên 1 năm. Có thể à? Có thể lắm á chị. Nhiều khi đè hôn cái là thôi cưới liền luôn. Tôi nghiên cứu cái vụ này, tôi tư vấn cho cô bên này mới được. Sợ mà thích. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ 2. 2. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ cách đây cũng lâu rồi chị, 4 năm rồi. Mà tại sao 4 năm không có ai? Hình như em ở một mình lâu quá, cái em thành ra em thích một mình luôn. Em thoải mái khi được ở một mình hơn. Vậy tại sao hôm nay mình đến với chương trình? Em cũng sợ mình để lâu quá như vậy thì càng ngày em càng muốn một mình hơn. Thì em cũng phải kiếm bạn trai. Bao lâu thì mình nghĩ tới chuyện hôn nhân? Dạ chứ khoảng 1-2 năm nữa. 3 năm lâu quá đúng không? Dạ. Cũng được, nhưng mà 1 năm bắt đầu gia đình hai bên phải gặp mặt nhau rồi đầu tìm hiểu rồi mình lên kế hoạch đám cưới. Em đi có ai đi theo ủng hộ em không? Dạ có ạ, có bạn bè của em. Mình thêm ý kiến của vài người bạn nữa coi sao. Em thấy thì bạn trai này cũng ngoại hình dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà về cái tính cách dễ yêu này kia chị thì em thấy... nói chung là sửa đổi xíu đi. Chứ em gái mình là nó không thích vậy đâu ha. Chị là làm chung với Lý hả? Ừ, đúng rồi. Nhờ chị nói đỡ vậy mà. Nhưng mà em phải thay đổi thì mới nói đỡ được. Đó là em nói là lúc đó em chưa có quen ai. Hả? Nên là em sẽ sẵn sàng mở cơ hội. Và mọi người cũng mở cơ hội cho em. Nhưng mà đến khi mà em quen một người thì em chỉ có yêu thương và chăm sóc bạn đó thôi. Chứ không có... Vậy là mai mốt vợ em không cho em đi xe đò. Thì đi xe máy à? Bạn Nam có đi với người nhà nào không? Dạ có, em đi với em gái em. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào em. Em thấy anh hai em nói có những cái mà anh hai tốt, nhưng mà anh hai nói thành những cái mà người khác không hiểu mà cứ nghĩ đó là cái khuyết điểm của anh hai em. Ví dụ như là anh hai mở lòng, đó là những cái lúc mà anh hai chưa có người yêu. Còn khi có người yêu rồi thì anh hai rất là chung tình. Cái thứ hai nữa là anh hai rất là thương em gái, thương gia đình. Rồi không, cái này là em chắc chắn luôn chị. Dạ tại vì cái chị mà yêu anh hai em gần đây nhất thì em cũng rất là thân với chị đó. Không biết thì chị thấy sao, nhưng mà đối với em, anh hai em là một cái người mà em y như là thần tượng và muốn hướng tới cái một người chồng tương lai sau này của em. Cô em gái hy vọng rằng những cái lời phát biểu của cô em gái sẽ phần nào cứu cánh được cho cái mối lương duyên này. Cả màn lên. Chào anh, chào em. Ở số bao nhiêu Cộng Hòa ta? Dạ 43 Cộng Hòa. Anh là 19A Cộng Hòa này. Nên chắc cũng gần. Quan niệm của Lý về tình yêu như thế nào hả? Dạ em thích mộc mạc, chân thành nhưng phải chung thủy. Em cũng không dám phán xét gì anh hết, tại vì mới tiếp xúc thôi mình chưa có hiểu hết. Nhưng mà em mong là mình đừng có dễ siêu lòng vậy nữa, nếu không là tội nghiệp bạn nữ của anh lắm á. Đôi khi cái cảm xúc á nó đang ở cao trào nên mình chia sẻ luôn, chứ mà thực sự con người anh thì nó cũng rất là điềm tĩnh, điềm đạm. Em rất là ngang tàn, cho nên là phải có sức chịu đựng bền bỉ và dẻo dai. Anh nghĩ là anh làm được. Anh có chắc không? Em tìm đúng người rồi đó. Một cô gái rất là xinh xắn nha, rất cá tính. Em còn những cái ưu điểm gì em có thể đem ra thuyết phục bạn gái đi, chứ không là không bấm nút á. Bản thân anh là một con người làm việc có kế hoạch. Và anh quan niệm rằng á, là một người con trai á, thì đảm bảo cho người phụ nữ của mình có một cuộc sống nó bình yên, có một cái chỗ dựa vững chắc về sau này. Dạ đúng rồi. Thì anh nghĩ là nếu như mà em cho anh một cơ hội, thì khi mà ở gần nhau, quen biết nhau, thì lúc đó mới cái sự cảm nhận về nhau nó mới sâu sắc được, nó mới chính xác được. Chứ mà 20 phút hoặc một khoảng thời gian ngắn thì anh nghĩ đôi khi cái sự suy nghĩ về nhau nó cũng chưa phải là chính xác 100%. Dạ. Rồi. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 3, 2, 1. Hết thời gian. Bàn tay có hồi hộp không? Em vẫn còn chút phân vân cái vụ hồi nãy phải không? Cái vụ mà không, bạn trai nói có khi nói hơi lố chút xíu. Đúng rồi, trên kệ chưa biết cách, đâu. Chưa biết cách trình bày nữa. Một người cái mặt rất là phúc hậu thế này mà không lẽ nắm tay nhau một cái đi. Dễ thương mà, cặp đôi này rất dễ thương. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp các bạn ở trong một trang phục khác đẹp hơn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thật là hạnh phúc. Để tặng hai bạn nước xịt thanh luyện thảo dược đi lát. Hai bạn đẹp đôi đấy, rất là đẹp đôi. Chúc mừng các bạn. Thì đối với em trong cuộc sống có người mình lặng, người không mình lặng, thì nếu mà biết phấn đấu là sống thì tốt. Trong cái lời nói chúng ta đôi khi là phải cẩn trọng. Bởi vậy nhiều khi không có cái ý gì mà nói, không có ý gì nói nó hơi lố thôi. Đúng rồi. Ê, may mà có cô em gái cứu vớt. Không sao cả, họ rất dễ thương quý vị. Hai cuối cùng thì hai gương mặt gần như giống nhau, và những người cái mặt gương mặt giống nhau á thường thì rất là hạnh phúc. Có cung vợ chồng, có cung vợ chồng với nhau. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Hả màn. Mời bạn trai. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, chào em. Chào chị. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Em tên là Bích Thủy, năm nay em 32 tuổi. 32 tuổi? Dạ. Wow, trẻ quá. Em đang làm việc gì, ở đâu? Dạ, nghề của em là kỹ sư cơ khí. Kỹ sư cơ khí? Dạ. Dữ nha. Kỹ sư cơ khí nhưng mà em làm văn phòng á, thì nó cũng nhẹ hơn. Rồi, chúng ta sẽ nghe bạn trai giới thiệu sơ lý lịch của mình. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em tên Bình, 32 tuổi. Hiện tại kinh doanh là buôn bán linh kiện máy tính. Hiện ở tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Rồi hiện nay bạn ở đây với ai? Nhà bạn riêng anh. Ở một mình luôn? Em kinh doanh riêng em làm. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ 3 anh. Mối tình gần nhất đây là chia tay lâu chưa? Gần 2 năm anh. Lý do? Tại không hợp nhau. Cụ thể về cái gì? Hai người không cùng quan điểm anh. Không cùng quan điểm mà sao tới 2 năm mới phát hiện vậy bạn? Thì khi mà tìm hiểu để đến hôn nhân với chị thì người ta không chịu gì. Người ta sao? Không chịu chị. Không chịu? Dạ. Lý do tại sao ta không chịu bạn? Thì người ta đang muốn đi làm phụ giúp gia đình đó chị. Coi như bạn gái nó không hợp đúng không? Bạn nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi cho bên đây bạn nữ đang nghe. Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết thương người, biết lắng nghe. Còn khuyết điểm em là hay quên chị. Với lại nữa em rất là dễ tính. Dễ tính hả? Dạ. Dễ tính tức người ta ai nói gì cũng nghe hết. Dạ cũng tương tự vậy anh. Có mềm lòng như anh nãy không? Dạ không anh. Rồi mình hỏi bạn nữ một tí, tại sao mình chưa có bạn trai? Tại em nghĩ là hồi nhỏ em bị sốt bại liệt á. Tuy là bình thường nó không nó đi đứng thì nó bình thường nhưng mà nó thẩm mỹ nó không được đẹp cho lắm á. Không chị thấy bình thường không sao. Em bị sốt nhưng mà dạng cũng nhẹ, với bạn may mắn hơn so với những bạn cũng bị như em. Chào em. Không sao, rất lạc quan, rất tự tin, bình thường. Anh xin chia sẻ một chút xíu này. cái đó không may mắn trong cuộc sống. Nhưng mà với xu hướng bây giờ anh thấy những người đàn ông đó họ cũng không quan tâm về điều đó đâu. Quan trọng là cái tấm lòng, quan trọng là mình cái sự chăm sóc và hiểu nhau trong cuộc sống thôi, không muốn lo gì cả. Lúc trước em cũng nghĩ như anh, bởi vậy em mới mở lòng ra yêu hai người. Tại vì trước khi yêu em cũng có nói với người ta, em sợ tổn thương, em hỏi người ta có được hay không, đó là người ta nói được, nhưng mà yêu một thời gian người ta như vậy. Bản đi thời gian em không tin nữa, nhưng mà bây giờ thì có chương trình này nè, em thử coi là em có nằm trong cái số may mắn không chị? Em cần một người bạn trai như thế nào? Cái yêu thương nhau là chuyện bình thường rồi, cái quan trọng nhất là phải tôn trọng. Rồi em thích bạn trai ăn nhiều quá chị. Giờ anh đó em ăn mấy tô mà để vô là mút hết tô này tô kia. Bạn gái rất là xinh xắn, rất là dễ thương mà. Thôi cái đó mình cho qua. Trong cuộc sống này thì mình không nhìn sao. Lên không ai mình không bằng ai, nhưng mình nhìn xuống nhiều người không bằng mình lắm. Ha, mình cứ... Em thấy em may mắn lắm chứ. Có nhiều may mắn trong cuộc sống lắm. Rồi chia sẻ với em nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bạn trai. Nghe bạn nữ nói thế thì bạn cảm giác như thế nào? Thì đối với em trong cuộc sống á, có người lành lặn, người không lành lặn, thì nếu mà biết phấn đấu và sống thì tốt. Chỉ đơn giản vậy đúng không? Phấn đấu sống là hết sức quan trọng. Cái quan điểm của mình trong tình yêu là gì hả bạn trai? Thật lòng, yêu thương nhau, biết chia sẻ, quan tâm. Đơn giản là như vậy thôi. Đúng rồi, bạn bên đây cũng cần như vậy thôi mà. Hồi nãy mình đang chia sẻ thì anh Linh qua tới mình còn ngắt cái đoạn ưu điểm của bạn. Mình nói đang tới tự tin, lạc quan đó. Dạ. Em lạc quan lắm. Với lại em là một người rất là quan tâm gia đình, có hiếu với ba mẹ. Em có ưu điểm vậy thôi. Bây giờ bạn Nam có những cái tật xấu thế nào mình có thể chia sẻ bạn gái bên kia? Dạ, tật xấu của em là hay quên, với lại nữa là gì nữa? Đi xe vượt đỏ, nhiều đỏ. Trời ơi, bên đây người ta mới nói người ta không có thích không người được bạn nha. Trai mà không chấp hành luật lệ. Cái này là không có được luôn á. Tại sao vượt đèn đỏ đi đâu vậy? Dạ, hả? Vô bệnh viện hả? Dạ không chị. Đi đâu vượt đèn đỏ? Thì em chạy quen vậy. Quen cũng không được nữa. Kỳ vậy? Anh nói đây á, vượt đèn đỏ là một hành vi hết sức là nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng, không chỉ cho mình mà cho người khác nữa. Dạ. Đấy. Bất kỳ cái điều gì diễn ra thì anh nghĩ rằng không nên vượt đèn đỏ. Cho dù có cái gì đi nữa, ví dụ bận bịu hay một cái việc gì đó mà nó nhanh hơn nhiêu đâu, một phút là tối đa à. Dạ. Ha, cái này anh khuyên là không nên làm. Còn cái tật xấu gì nữa không? Khai thiệt. Dạ không chị. Tật đó xấu quá rồi. Mình đã nghĩ tới chuyện hôn nhân chưa? Dạ chắc cũng có chị. Bao giờ thì mình có thể cuối năm hoặc sang năm sau? Mọi thứ mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Dạ rồi vậy. Về tuổi tác bạn có đặt ra cái chuẩn gì không? Dạ không quan trọng chị, nếu mà hợp nhau được. Không, mặt rất là dễ thương. Chị tin em đó nha. Dạ. Hôm nay mình có đi với ai không? Dạ, đáng lẽ em đi với em gái em mà đi công tác đâu. Còn bạn gái có đi với ai không? Dạ em đi với bạn thân của em. Rồi, bạn em đâu? Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em chơi với Thủy 15 năm rồi. Em không nghĩ là Thủy khiếm khuyết ở cơ thể, bởi vì là ở Thủy có một cái năng lượng sống rất là tự tin, lạc quan. Và Thủy thì đặc biệt rất là chu đáo. Như em thì người vụng về, cho nên đi là Thủy lo cho em từ A tới Á hết luôn. À, vậy. Với lại Thủy quan tâm bạn bè lắm, với lại đảm đang nữa. Thì em nghĩ là đúng là một cái mẫu người mà anh chọn luôn. Thì với lại Uyên thấy anh này dễ thương lắm Thủy ơi. Thấy anh không có ăn mặc, không có chỉnh chu á, cho nên em nghĩ anh sẽ không phải là người khó tính lắm. Anh sẽ bỏ qua những cái khiếm khuyết đó của bạn em. Với lại bạn em rất là tự lập, có thể lo được hết mọi chuyện. Dạ, cho nên là em hy vọng là sẽ có đám cưới vào tháng 12. Dạ em cảm ơn. Để chuẩn bị Tết luôn đúng không? Hai chúng ta sẽ gặp mặt nhau. Chúng ta sẽ có 2 phút để nói chuyện với nhau. Kéo màn. 2 phút gặp nhau, bắt đầu. Chào anh. Đến trình có quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Anh nói trước đi. Thì đối với em mà trong cuộc sống, một người như em á, thì em nghĩ sao? Nói chung em cũng muốn nó tròn như một người phụ nữ, sinh ra, lớn lên, yêu đương, kết hôn, có con. Nhưng mà nếu mà mình không được may mắn thì em thấy mình vẫn vui vẻ sống thôi. Tại em lạc quan lắm. Em thấy cũng tội cho anh, tại vì lỡ mà anh không thích em á thì anh lại mất một cơ hội tìm bạn nữ khác tốt hơn. Em thấy tội cho anh chút xíu vậy đó. Dạ. Không sao em. Dạ. Còn ở trên đây thì chương trình tạo cơ hội cho mình ra ngoài đời mình tìm hiểu nhau mới là quan trọng nhất. Đúng rồi. Bạn trai cảm nhận bạn nữ thế nào? Thấy cũng được anh. Điều gì thế nào cụ thể? Dễ thương. Rất dễ thương chứ. Dạ. Lại nữa cũng rất là tự tin, thoải mái. Dạ. Gia đình anh có mấy người? Hiện tại giờ anh sống với ba mẹ với em gái. Em thích người có hiếu với gia đình anh có nằm trong cái số mà có hiếu với ba mẹ không? Nói chung cũng có. Theo em thì mình quen nhau á, bao lâu em cưới? Em không có quy định ngày tháng. Cảm giác lúc nào mà mình muốn luôn ở bên nhau thì mình cưới nhau thôi. Cứ yêu đi. Rồi cảm giác thời gian nó tới thì mình cưới thôi. Vậy cưới xong rồi em cũng quen mấy đứa con. Em thích nhiều. Bởi vậy em thích 3, 4 gì đó. Tại mỗi lần Tết hay là lễ gì á, nhà em vui, cháu chắc rồi đó, đông vui, em thích như vậy á. Có đủ khả năng để chăm sóc, để nuôi vợ con không? Dạ đủ. Tự tin ha. Rồi, mọi người nói một câu chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Gặp nhau ở đây á thì chưa biết nhau gì nhiều. Thì anh cũng hy vọng cho cơ hội để tìm hiểu thêm. Dạ, em cũng hy vọng anh cho em cơ hội. Mình không có nói vậy. Mình hy vọng mình cho nhau cơ hội. Chứ không có nói em hy vọng anh cho em cơ hội. Cơ hội chúng ta đều ngang nhau. Chúng ta cho nhau cơ hội nha. Mới đúng nha. Dạ. Nào hãy để tay nút bấm với các bạn. Nhiều khi là người ta may mắn mới lấy được bạn. Một người phụ nữ chăm sóc gia đình. Hồi nãy tôi nghe bạn của bạn nói một câu là đó, em đi mà bạn ấy lo cho em từ A đến Á là quá tuyệt vời rồi. Chúng ta chỉ sợ khuyết tật trong suy nghĩ thôi các bạn. Không sợ điều gì cả. Nào, suy nghĩ thật kỹ. Quyết định 3, 2, 1. Chúc mừng các bạn. Tôi thấy bạn trai vừa điểm một người ta bấm liền luôn. Cho nó cơ hội anh. Đây, chúc mừng các bạn. Cảm nha. Cảm ơn anh. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, con chơi chị. Nào, hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim. Cảm ơn anh. Rồi. Anh đi trước. Không có yêu cầu là bạn nam phải chăm sóc em dữ quá hoặc là phải dính 24/24 giờ. Em rất là độc lập. Em thích truyền thống và có chút hiện đại chút. Ôi chị Tường chào em. Cảm giác của sự chờ đợi trong bóng tối nó như thế nào? Hồi hộp hả chị? Hồi hộp. Dạ. Khá thú vị ha. Dạ. Lần đầu tiên mới bị bịt mắt lại như vậy ha. Dạ. Được rồi, chờ đợi 30 giây nữa thôi bạn gái của em sẽ xuất hiện nha. Dạ. Và đi. Rồi, các bạn đã vào vị trí của mình rồi thì được quyền tháo mặt nạ của mình ra. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ bên kia. Em tên Phạm Anh Quang. Em đến từ Hội An, Bình Định. Bình Định. Em hiện giờ đang sinh sống và làm việc tại quận Thủ Đức. Nghề nghiệp của em là bên cơ khí xây dựng. Mình có hay đi công tác không hay là chỉ làm? Dạ không, em chỉ làm quán ẩn ở Sài Gòn hay nhiều. Mời em gái. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên kia, chào mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Lan Hân, em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hiện là nhân viên văn phòng, chuyên viên tư vấn sức khỏe. Nhìn thấy khỏe quá trời khỏe luôn ha. Em giới thiệu một chút xíu về bản thân, về những điểm mạnh và điểm yếu của em. Dạ, điểm yếu thì nhiều lắm chị. Nhưng mà có cái nhược điểm lớn nhất của em á là em không thể nhớ mặt được những người mà mới quen á. Nhưng mà hy vọng hôm nay em phải cố gắng nhớ được mặt ảnh nha. Giờ dạ. tên gì nhớ không? Dạ, tên Quang. Rồi, gì nữa? Em tư vấn sức khỏe cho nên là em hay nói về những vấn đề đó. Như là đi nhậu, nhạc này kia thì em hay nói. Như là đi ăn với bạn bè em thì em cũng không có uống bia hay này nọ. Có hay bia rượu gì không em? Dạ không, em chịu. Hên quá chứ không cũng nhằn suốt ngày cũng mệt lắm mà. Hút thuốc gì không? Dạ không. Hay dạ, tốt quá. Kiểm tra sức khỏe liền. Điểm yếu của em thì em hơi khó chịu, kỹ tính á. Cũng không có yêu cầu là bạn nam phải chăm sóc em dữ quá hoặc là phải dính 24/24 giờ. Em rất là độc lập. Ví dụ như là đi ăn này kia, em hay ngó cái chỗ đó có sạch sẽ không. Bệnh nghề nghiệp hơi nặng đó nha, em hơi mệt đó. Rồi vậy còn em trai, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ em, điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Trong công việc thì một khi mà em đã nhập tâm vào công việc thì em làm rất có trách nhiệm với công việc. Thế trước giờ mà khi mà em đã làm một công việc đó thì em say sưa làm có thể nhịn ăn luôn. Từ sáng có thể em làm tới chiều mới ăn cũng được. Trời, trưa không có nghỉ tử chết. Thời gian sau này thì em có cân nhắc cái vấn đề đó. Đúng rồi, phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống vậy là cổ không chịu đâu. Đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Cơ phải ngày 3 bữa đầy đủ đúng giờ, đâu đau bao tử đúng không em? Dạ đúng rồi. Còn điểm yếu thì đôi khi em cũng hơi nhút nhát trước đám đông. Miễn mình bản lĩnh với người phụ nữ mình cần che chở là được. Dạ. Chứ thật ra đàn ông mà tí lia tí la quá cũng mệt. Dạ đúng rồi, tại vì công việc của em là tư vấn về sức khỏe chị, cho nên em nói nhiều lắm. Cho nên là khi mà về nhà thì em rất là ít nói. Cái đó phải không? Chị tưởng đâu mà ngày em nói nhiều, về nhà em nói không, em dành không cho ảnh nói chứ. Rồi như vậy thì đó là một sơ lược một chút xíu ha. Vậy còn tình trường thì sao? Tình trường thì em có 4 mối tình. Mối tình đầu của em là hồi năm lớp 9. Em yêu sớm vậy. Sau đó thì hai đứa thi khác trường với nhau á, xong rồi cái nghỉ chơi. Tới năm lớp 11 thì em quen một bạn cùng lớp. Cái tình yêu học trò nó vu vơ lắm chị, cứ giận rồi kia nọ, xong rồi cái chia tay rồi quen lại, cứ lằng nhằng cả năm trời á, xong rồi nghỉ chơi luôn. Tới năm lớp 12 thì em có quen một bạn, sau đó thì mỗi đứa thì thi trường khác nhau thì rồi cũng nghỉ chơi. Cuối cùng tới năm 2 thì em quen một bạn cũng là yêu xa, nhưng mà tới 5 năm rưỡi lận. Trong thời gian đó thì bạn có gặp em 3 lần. Hai người yêu xa 5 năm rưỡi. Dạ đúng rồi. Gặp nhau được 3 lần trong 5 năm rưỡi. Dạ đúng rồi. Bạn ở nước nào mà dữ vậy? Dạ ở Mỹ à. Tình cảm nó nhạt á chị, cái em dần dần em lơ lơ. Sao quen chi dài dữ vậy? 5 năm rưỡi gặp nhau có 3 lần mà không cưới nhau, không có hẹn, có hứa hẹn gì không? Dạ lúc đó thì yêu mặn nồng thì hứa hẹn dữ dội lắm. Có một ngày đẹp trời thì bạn ấy nhắn tin cho em là anh hết yêu em rồi. Hả? Dạ. Sau cái em vậy thôi, nghỉ chơi vậy thôi. Tình yêu của em nó cũng nhạt nhẽo quá ha. Nó dài mà nó cũng đâu nghỉ chơi rồi 5 năm rưỡi. Còn em trai em thì chỉ có một mối tình. Tụi em đã tiến đến hôn nhân. Thì lúc đó thì em về ở rể 5 năm. Em được một bé gái năm nay 6 tuổi, hiện đang ở với mẹ. Chung đường với nhau nữa. Lý do tại sao? Em nghĩ thì hết duyên, hết phận thì vậy thôi. Có ngại gì về cái vấn đề ảnh vừa chia sẻ không? Dạ không mà em nghĩ là người đàn ông như vậy sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn, sẽ biết nhường nhịn bạn gái. Anh rất thích cái cách tiếp chuyện của em nãy giờ, rất mạnh mẽ. Dạ, thẳng thắn. Và anh nghĩ tuổi em 26 tuổi thì không lớn cũng không nhỏ, mà em trải qua 4 mối tình thì anh nghĩ chắc em cũng có rút ra được nhiều cái bài học để sau này mình chắc làm thế nào. Chắc cũng không có rút được nhiều đâu em ơi. Cổ yêu mà cái kiểu yêu xong nghỉ chơi là chị nghĩ chắc cũng không có rút được gì nhiều đâu. Anh thì anh không có yêu nhiều. Hồi xưa anh có một cái quan niệm là mình yêu ai đó thì mình phải có trách nhiệm người đó. Anh hứa với lòng là anh không bỏ người ta, mà thì rốt cuộc rồi anh cũng bị người ta bỏ. Thế thì bây giờ thì em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em cần tìm một người bạn gái. Theo quan niệm tình yêu của em thì em cần sự chung thủy và lòng tin và sự chung thủy. Điều gì em không thích ở người bạn gái? Không có nói ra sự thật, không có thẳng thắn, cứ luôn để trong bụng và rồi sau này lấy cái điều ra và làm khó lại mình. Trước mắt thì chị thấy bạn cô gái này mặc dù trẻ nhưng cổ có vẻ rất là thẳng thắn. Dạ em cần sự thẳng thắn. Nghĩ sao nói như vậy? Ngoại hình thì em cảm thấy anh thì cao 1m71. Anh không biết là em cao bao nhiêu ạ? Dạ 1m6 ạ. À vậy là vượt trội lắm, vượt sự mong đợi của em rồi. Mập ốm, trắng đen. Em thích truyền thống hay là em nghĩ cô này truyền thống? Em thích truyền thống mà có chút hiện đại chút. Vừa vừa. Em sao cũng được, em không quan trọng ở đó. Rồi ok, hợp lý là đâu, có cái hình nào không đưa cho ảnh đón coi. Dạ có ạ. Còn em thích mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á thì em muốn bạn trai cao trên 1m7 để có gì mà em mang giày cao gót á chừng 7 hay 9 phân này kia cũng không có cao hơn bạn trai. Mập ốm thì không quan trọng, đừng có hút thuốc hay là bia bọt là được. Tại vì em là chuyên viên tư vấn sức khỏe mà, bạn có mập hay bạn ốm thì em giải quyết được hết. Biết rồi, không cần giới thiệu nghề nghiệp nữa. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Nói mà không làm được chị, không có thẳng thắn á, tại tính em là hoạch tạc ra với nhau hết á. Cho nên là em muốn là bạn trai có chuyện gì, có giận dỗi gì thì nói với em để em sửa, chứ đừng có im. Em giận vô lý quá thì cũng nói với em là hay sao đó. Rồi. Tức là em thích bạn trai chăm sóc ạ. Hai bạn hãy thử tìm thử một nửa của mình với 2 bức ảnh sau đây. Nếu thấy khó quá có thể yêu cầu đối phương cho một vài gợi ý để hỗ trợ. Em hãy cho cô ấy một cái gợi ý. Em nghĩ là bạn nữ áo đỏ ở giữa này. Em đoán được anh là ai vậy em? Anh này. Bạn đoán đúng rồi đó. Vậy còn em đoán này. Trật. Bị phạt. Một là này, hai bên này thôi. Sao được một và hai? Lý do tại sao em đoán như vậy? Em phải nói cho chị biết tại sao em đoán như vậy. Theo cái tiếng nói nãy mà em nhìn cái vẻ mặt này mạnh mẽ đó, em đoán như vậy đó. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa ra. Ai cảm thấy mình đoán sai chấp nhận hình phạt. Hình phạt sẽ là hơi khó, thụt dầu 5 cái. Đồng ý chơi không? Chơi luôn chị. Chơi luôn, mở ra rồi tự mình thấy ai sai đứng lên đây thục dầu 5 cái. Xin mời các bạn. Dạ, chào anh. Dạ. Anh đoán lần đầu tiên anh nhìn tính mình bên kia là anh nhìn đúng rồi. Sao anh nhìn về cái tự nhiên anh đoán là bây giờ bị thục dầu mấy cái chị? 5 cái. Hồi nào giờ không thục dầu. 1. Đếm đi em. 2 3 4 5. Thấy cái sai của mình chưa? Mà tại sao em đoán được trúng ảnh hay vậy? Bắt mắt nhất chị. Vậy là mê trai đẹp. Đúng rồi, đúng kiểu em thích. Đúng kiểu em thích. Cảm nhận đầu tiên của mình là gì? Nhìn em dễ thương. Cảm ơn. Lúc nãy anh có nghe cái cách tiếp xúc chuyện của em rất mạnh mẽ. Dạ. Rồi em thì em thích xoay cả. À đúng rồi, trúng ngu rồi đúng không? Được rồi, bây giờ chị Tường sẽ dành cho hai bạn một không gian riêng tư một chút xíu để trò chuyện và cùng thưởng thức một món ăn ngon của chương trình đã dành cho hai bạn nha. Dạ. Trước khi dùng bữa trưa, anh có một món quà tặng em. Dạ vâng, em cũng có một món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Anh tính là hôm nay là anh lên anh nhận quà thôi chứ anh không có tốn quà. Dạ, cảm ơn. Rồi anh nghĩ thôi, để đi mua em tấm quà để... Lý do tại sao lên đây nhận quà mà không tặng quà? Em xưa giờ ít tặng quà. Rồi không có tặng quà, mắc mớ gì đòi nhận quà của người ta. Em biết đường nào cũng là bạn gái sẽ tặng quà. Trời ơi, em theo dõi chương trình riết mà. Hay quá ha. Thiệt tình, mai mốt các bạn gái lên đây đừng có đem quà tặng bạn trai nhé. Rồi được rồi, bây giờ chị Tường sẽ giới thiệu cho hai bạn. Ở đây là một cái món ăn rất là ngon. Đây là một phần combo set chính bán cực kỳ chạy của No Food ship thức ăn nhanh. Trọn set gồm có món gà thốt mật ong nè, cộng với kimbap truyền thống nè, cộng với là trứng cuộn ngũ sắc. Ăn no luôn cho cả hai người, nhưng mà cái giá cả thì rất là sinh viên. Ăn ngon, mai mốt giới thiệu nhiều người cùng ăn nha. Món này có thể điện thoại order, người ta giao đến cho mình luôn. Rồi, xin mời hai bạn. Em thích ăn những món gì nhất? Em thích mấy món có nước, ví dụ như lẩu hay là bún bò hay là hủ tiếu này kia á. Chứ mấy món này thì khô quá, lâu lâu ăn thì được ạ. Anh thích ăn cà ri. Với lại anh lại thích ngọt. Em thì em không nấu ăn được. Không nấu ăn hả? Dạ, thật ra thì nấu cũng được anh, mà có điều là anh có dám ăn hay không thôi. Anh nấu được, anh chỉ cho nấu. Anh chỉ ha, chứ không phải là anh bao thầu hả? Mấy món là lạ quá. Tương ớt cay quá. Anh là dân miền Trung cho nên anh không ngại cay. Em có dịp nào ra miền Trung chưa? Dạ chưa ạ. Chưa đi tới. Em đi xa nhất là ở đâu rồi? Em đi tới Nha Trang rồi anh. Nha Trang rồi. Anh ở đây với gia đình hay anh ở một mình? Anh ở, hiện tại anh đang ở với một người em trai. Em trai anh thì ra trường rồi, ở với anh. Dạ. Hồi nãy anh có nói là anh có một bé gái bao nhiêu tuổi à? Bé anh năm nay 6 tuổi à. Bé ở với mẹ hay sao ạ? Đúng rồi, bé ở với mẹ. Tối anh chạy anh về anh thăm. Em có ngại chuyện đó không? Dạ không ạ. Bạn gái mà quản lý tài chính của bạn trai à? Anh không quan tâm. Sao cũng được. Quan trọng là có để quản lý không? Có thì anh cho quản lý, không có lấy đầu quản lý. Mà sao nãy anh nghe em nói quen bạn trai gì mà lẹ quá vậy? Sao quen mà chia tay dễ quá vậy? Em được cái là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát ạ. Cho nên là nghỉ chơi luôn ạ. Nhưng mà trong một cái... khi mình đã xác định mà đi đến với một ai đó, chấp nhận tình cảm của họ, mà sao lại dứt khoát một cái nó dễ quá vậy? Em đâu có quyết định được đâu anh. Cho nên là em mới kéo cái mối quan hệ đó tới 5 năm rưỡi lận. Sau đó là người chấm dứt cái mối quan hệ đó là bạn ấy. Em chỉ là ok, nghỉ chơi thì thôi. Anh thì khác. Trong quan điểm tình yêu của anh đó là thà trong thời gian tìm hiểu thì cứ để tìm hiểu lâu lâu cũng được. Dạ. Nên mà khi đã xác định chấp nhận nhau rồi á thì nên có trách nhiệm, dù cho ví dụ như hai bên có lỗi nào đó thì phải ngồi nói rõ ràng với nhau. Cho nên anh có luôn quan điểm của anh là vậy. Anh quen là anh không bỏ người ta, toàn bị người ta bỏ. Tính anh thì bình thường lắm, nhưng mà anh cũng kỹ tính, gọn gàng. Về nhà thì ví dụ như mình thấy phụ được cái gì mình phụ, chứ đừng có mà kiểu như làm bầm á. Anh thích em, một là em im em làm, hai là em sẽ kêu người làm phụ với em, chứ em không có nói thẳng. Đúng rồi, quan điểm sống của anh á. Đừng bây giờ tự tạo cái áp lực cho bản thân mình để về mà để lo cho cuộc sống gia đình á, và đó cái áp lực mà mình tự tạo cho mình á. Nếu như mình có một cái bí mật nào đó, mình làm một cái gì lỗi đó mà mình không dám thú nhận nó, thì đó nó sẽ là một cái áp lực cho mình. chuyên viên tư vấn mà sao nãy giờ nghe im lặng, để bên đây tư vấn lại không vậy ta? Nãy giờ chưa? Em cũng nói là em là người ít nói lắm chị. Bây giờ Dì Tường có một trò chơi dành cho hai bạn. Những cái lá bài trong đó nó có những yêu cầu. Các bạn được quyền chọn một cái lá bài và yêu cầu đối phương thực hiện cái yêu cầu trong này. Em trước đi. Em đọc lớn lên, rồi em đọc cái yêu cầu đó lên, bắt anh ấy phải làm. Bạn đã từng khóc vì ai chưa? Nếu có, người đó là ai? Rồi em hỏi ảnh đi. Anh quá dễ. Vợ anh hả? Đúng. Đừng nói tới vợ cũ nữa, là người ta buồn. Bây giờ mình phải tập trung nói về người mới thôi. Tới phiên em. Đọc lớn lên cho yêu cầu cổ. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất đi nào. Có thấy đáng yêu không? Có thấy đáng yêu không? Anh không thấy đáng yêu à, anh thấy mắc cười à. Anh phải gật đầu ok mới được. Cho cười hoài vậy. Có đáng yêu chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Cái này là miễn cưỡng quá. Này miễn cưỡng quá. Nhà em có nuôi 2 con mèo. Anh có thích mèo không? Anh còn gì cũng thích. Anh không nuôi, nhưng mà anh thích thôi. Thích là thích chó mèo vậy này kia thôi chứ không nuôi hả? Nhưng mà nó lì anh vẫn đánh nó. Không, em là em không bỏ được đánh nó luôn á. Nó cắn đứt dây tai nghe em hoài luôn mà em không đánh được nó. Rồi, ví dụ như bây giờ vợ lì quá có đánh vợ không? Hả? Em nghĩ chắc em không đánh đâu. Trời ơi, đừng có tưởng đâu lộn. Tưởng đâu lộn con mèo mà đánh là chết luôn á nha. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chúng ta đưa cái quyết định của mình ra. Bấm nút là mình trao cái duyên cho nhau để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. 1 2 3. Trời, tôi chưa có đếm tới 3 luôn á, là cô kia cô bấm trước rồi đó. Chúc mừng hai bạn. Tôi chưa yêu cầu nắm tay, đã nắm tay nhau rồi, thật là vội vàng. Và hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay là một chiếc cầu nối thật sự vững chãi và chắc chắn cho hai bạn tiến tới hôn nhân. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn đây là một chiếc vé xem phim ở cụm rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Và đặc biệt, chương trình còn gửi tặng cho hai bạn một voucher thưởng thức những món ăn thuần Việt nhưng được trình bày bắt mắt theo phong cách Âu Châu tại nhà hàng Galic. Đây là nơi đến lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hò, kỷ niệm dịp đặc biệt hay là đi cùng với gia đình. Chúc mừng hai bạn. Em hơi nhát, với em ăn nói cũng không được khéo nên đôi khi bạn em nó chọc em: mày hết ngố thì mày chắc có bồ. 29 năm chưa vấp mối tình nào, mà còn đơn phương thì em cũng không có tình gì. Chào em trai. Chào chị. Biết chị nào không? Dạ chị Cát Tường. Chị Cát Tường thích cái gì nhất? Thích tìm bạn gái trong đây hay thích ăn ngon? Thích hai cái luôn chị. Thích hai cái. Ngồi đợi chút xíu nha, chị đã dẫn bạn gái vô nha. Nghe là thấy thích rồi chị. Nghe thấy thích rồi ha, đợi xíu đi. Mời em. Đây, ghế đây rồi, ngồi xuống nha. Khi ngồi yên vào vị trí rồi thì chúng ta có quyền mở mặt nạ của mình ra. Xin mời hai bạn. Thấy đường rồi ha, thoải mái rồi. Rồi, xin chào hai bạn. Đối diện nhau rồi, gần nhưng mà hơi xa, cách nhau cánh cửa. Bạn trai hãy giới thiệu trước tên, tuổi, nghề nghiệp, công việc, quê quán của mình. Tên là Huỳnh Công Thắng, sinh năm 1990. Hiện đang ở Đồng Nai và quê ở Bình Định. Đang làm nhân viên ở công ty nhà máy dầu Phú Mỹ. Bao nhiêu tuổi Thắng? 29. Đang làm việc ở Phú Mỹ. Phú Mỹ. Bà Rịa Vũng Tàu. Hả? Làm việc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ở Đồng Nai. Dạ. Quê Bình Định. Đi về mỗi ngày. Dạ. Sao biết quen chơi. Ở ngoài Bình Định còn ai ngoài đó không? Dạ vô đây hết luôn rồi chị. Rồi mời bạn gái. Dạ chào anh, em là Nguyễn Phương Dung ạ. Năm nay em 28 tuổi, sinh năm 91. Sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện tại em đang làm việc ở Bình Dương ạ. Rồi cũng đi làm đi về mỗi ngày Bình Dương, Đồng Nai. Dạ đúng rồi ạ. Bao xa? Em đi bằng xe máy 20 cây số một chiều. Ồ, anh thì đi 30 cây số, em thì đi 20 cây số. Trời, hai bạn này sẽ chịu đi xa dữ vậy ta. Vậy thì đâu có ngại gì mà đi hẹn hò với nhau đúng không? Dạ. Đi làm còn được mà đúng không? Ở Đồng Nai luôn mà. Ở Long Thành vậy. Long Thành lẫn bên em đây. Ở Biên Hòa lẫn ở nơi. Long Thành Biên Hòa là cũng mấy chục cây số nữa. Khoảng 30 cây. 30 cây. Coi như ban ngày chạy 30 cây xuống Bà Rịa đi làm, xong tối về chạy 30 cây xuống Biên Hòa đi chơi. Rồi xỉu luôn. Đâu được. Được không? Mình có cái động lực thì mình tới đâu cũng được chị. Vậy em phải nên rút ngắn thời gian yêu lại, chạy chừng 6 tháng thôi chứ chạy thì em cũng tính 6 tháng hả? Là đám cưới được rồi ha. Dạ. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Còn cái khuyết điểm của em là nhát chị. Nhát gái chứ còn chị lên về em vẫn còn sắp ế chị. Qua chương trình này phải cố gắng thôi. Cố gắng thôi, nhờ chị Tường tiếp sức ha. Dạ. Còn em gái? Em khá là hiền lành, cũng là một người dạng như chu đáo á. Em hơi nhát, với em ăn nói cũng không được khéo á nên đôi khi bạn em nó chọc em: mày hết ngố thì mày chắc có bồ. Hết ngố mới có bồ, còn ngố là không có bồ. Thế tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 à. Nhưng mà cũng 3 mối tình chứ ít gì. Nhưng mối tình gần đây thì quen được bao lâu? Có mấy tháng thôi chị. Lý do tại sao chia tay? Thì có thể là bạn ấy, gia đình bạn ấy ngại em là ở xa, sợ em chịu khổ. Bạn nó ở đâu mà ngại em ở xa? Dạ, Quảng Ngãi ạ. Quảng Ngãi, thôi bây giờ cũng gần ở chung rồi, chắc là thuận tiện hơn rồi ha. Dạ. Thế còn em? 29 năm chưa vấp mối tình nào, mà còn đơn phương thì em cũng có tình gì. Em đơn phương người ta hay người ta đơn phương em? Đơn phương người ta. Người ta biết không? Dạ, khi đến khi người ta bước lên xe bông thì người ta mới biết. Trời đất ơi, lần sau phải quyết liệt hơn nha không? Dạ. Phụ nữ người ta cũng không có thích những người mà quá rụt rè như vậy đâu. Từ nay có chị Tường rồi, cố lên. Cố lên. Rồi, thích một người bạn gái như thế nào? Dạ, dễ nhìn thôi, cao 1m50 trở lên. Và quan trọng tại em có đạo chị. Em có đạo gì không? Em theo đạo Thiên Chúa ạ. Dạ, cùng đạo với em luôn chị. Hợp lý rồi ha. Dạ, dạ. Một chướng ngại vật vô cùng, vô cùng quan trọng. À, có điều gì em không thích ở người bạn gái? Buông dưa lê thôi chị. Nói chung là bà tám với những người hợp cạ thôi. Nhưng mà cũng đâu hút kiểu mà đi nói xấu người khác đâu. Thế còn em thích người bạn trai như thế nào? Em muốn là điềm đạm, chững chạc thêm em một xíu. Hy vọng là anh thích mèo. Em nhà em cũng có nuôi mèo chó. Ủa vậy hả? Vậy là được, giờ về họp lại để mèo chó đẻ ra thêm nữa. Rồi, đâu chị coi em những tấm hình gì của em. Bây giờ cổ có đem mấy tấm hình, cổ đố em làm sao mà đoán ra được cổ là ai trong những cô gái sau đây. Trời ơi, tôi tìm không ra làm sao tôi đố. Đây, 2 tấm hình này, em hãy tìm ra cô gái ấy. Mời em cho anh ấy khoảng vài cái đặc điểm nhận dạng, 3 cái đặc điểm nhận dạng. Em mặt hơi tròn. Hơi tròn. Miệng em cười rất là tươi, rất là rộng. Cười tươi. Trước đây từng đeo mắt kiếng. Trước đây từng đeo mắt kiếng. Đây chị. Đâu đưa coi. Hay quá. Tấm hình có mình cổ đeo mắt kiếng à. Mà cổ nói trước đây cổ từng đeo mắt kiếng rồi, cổ biểu người ta lựa. Hay thiệt là hay luôn. Rồi bây giờ thì chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra để cho hai bạn trực tiếp gặp nhau nha. Trò chuyện với nhau ha. Anh ấy đã đoán ra em rồi. Tấm hình của mình em đeo mắt kiếng à. Thiệt tình. Rồi. Và bây giờ cánh cửa trái tim sẽ được mở ra. Rồi. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cánh cửa trái tim này mở ra thì hai bạn cảm thấy là hồi nãy giờ mình tưởng tượng về đối phương á, được bao nhiêu % là phù hợp và trùng hợp? Dạ hết 85% mà chị. 85%. Còn em? Em cũng chưa mường tượng lắm, nhưng mà em nghe qua chất giọng thì em biết anh là một người có thể rất là hiền, rất là điềm đạm. Rồi. Nhưng mà không có hình dung ra được nhiều ạ. Bây giờ hình dung rồi ha, ngồi trước mặt nhau nhìn thấy nhau luôn. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn ăn một cái món ăn ngon mà ngày hôm nay chương trình dành cho hai bạn. Và sẽ dành cho hai bạn ít thời gian vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau. Xin mời đồ ăn. Rồi, xin mời hai bạn thưởng thức món ăn mà ngày hôm nay chương trình đã dành tặng cho hai bạn. Đó là một combo set chính bán cực kỳ chạy của No Food ship, thức ăn nhanh. Trọn set là gồm có gà thúc mật ong nè, kim bắp truyền thống nè và trứng cuộn ngũ sắc. Ăn rất là no dành cho hai người luôn, nhưng mà giá cả thì rất là sinh viên. Nhưng mà nhớ nè, bây giờ là ít phút trò chuyện với nhau nè. Tình yêu, hôn nhân, gia đình gì đó, chừng nào cưới hỏi, cưới xin ba mẹ, làm dâu, làm rể, tiền bạc ai giữ gì đó. Vừa ăn vừa trò chuyện. Em Biên Hòa khúc nào á? Em ở gần ngã tư Tân Phong mà, anh có biết khu vực đó không ạ? Biết, tại anh nghề đó, nghề tay trái của anh cũng chạy thêm xe ôm mà. Hồi trước anh cũng hay lên Biên Hòa chơi lắm. Anh là anh ở một mình ở bên Long Thành hay là anh ở với gia đình anh luôn? À, anh có hay nấu ăn không? Ở nhà má nấu, khi nào mà má ở nhà thì mình mới tự lập bánh chưng thôi. Dạ. Em thì ít nấu do em đi làm nguyên tuần á. Em cũng không biết nhiều về Long Thành. Chắc bữa nào chắc cũng giới thiệu em về khu vực đó để em biết thêm ha. Thì đó, anh thì sao mà khi nào em chịu ôm chịu đi là ngồi ghế bên sau, là lúc nào mẹ cũng nẻo đường là anh cũng đưa đó. Còn ở đây em đi lễ ở nhà thờ nào? Nhà em thì ở gần giáo xứ Thái Hiệp, ở ngay cũng ngay ngã tư Tân Phong luôn. Rồi, anh. Rồi, nhà thờ Thái Hiệp anh biết luôn. Dạ. Anh lên đây mình hay là đi với bạn? Anh đi một mình nè. Trong đám bạn thì còn mình anh nè, tình trạng nó bị ruồng bỏ. Cô đơn quá không? Thì đó. Em mà bây giờ đi chơi á là qua nhà bạn em thăm con nó. Trời, cái gì mà tôi nghe qua nhà bạn thăm con gì, cũng bàn chuyện tình yêu, bàn chuyện thiên hạ vậy. Nãy giờ vô quan niệm hôn nhân gia đình gì chưa? Cái đó để nói sau chị. Nói sau là chừng nào, bây giờ tới giờ phút quan trọng rồi nè. Bấm nút hẹn hò hay không nè, mà nãy giờ chưa tâm sự rồi làm sao biết được. Tính đến chuyện cưới hỏi gì chưa? hỏi gia đình con rồi làm dâu làm đồ gì hỏi chưa? Dạ chưa kịp hỏi chị ơi. Hai người già chuyện thấy sợ luôn nha. Bây giờ nè, một cơ hội nữa dành cho hai bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi. Bây giờ trên tay chị Tường là có những cái yêu cầu. Hai bạn sẽ cùng chơi trò chơi này. Mỗi bạn sẽ bóc ra một cái thăm. Rồi mình sẽ đọc lớn cái yêu cầu đó dành cho đối phương. Đối phương sẽ thực hiện cái yêu cầu mà mình mong muốn. Được không? Được. Ưu tiên bạn gái trước. Bạn đã khóc vì ai chưa? Nếu có, người đó là ai? Nói thật ra cũng chưa khóc vì ai á. Là tại cũng đơn phương cũng chưa khóc vì ai á. Cho nên không có rơi được. Chưa có gì hết trơn, hồi đó giờ chưa ai làm bạn khóc hết á. Chưa. Mai mốt chúc bạn cô gái áo vàng này sẽ làm bạn khóc. Rồi, mời em. Chọn đi. Bạn hãy thể hiện tình cảm với người đối diện bằng một hành động lãng mạn. Chị Cát Tường sẽ làm kiểm tra, không sẽ bị phạt. Em nên làm gì đây ta? Làm gì mà anh ấy phải đồng ý nha. Đồng ý là lãng mạn ha. Nay sướng rồi nha. Lời rồi nha. Lời rồi nha. Em sẽ đút đồ anh. Thì em cứ làm đi. Nếu mà anh cảm thấy là đó là lãng mạn thì ok. Anh thích ăn cái nào trước? Tùy em mà. Em đút, em đút cái gì cứ ăn cái ngon hết đó. Trời ơi, đút cục xương hả trời. Đáng lẽ là phải vậy nè. Vậy mới lãng mạn đúng không? Được không em? Vậy được lãng mạn vậy được chưa? Được chị, nhưng mà ăn thôi chị kiểm tra mà. Này cũng được rồi. Nếu như em muốn hàng ngày trong bữa ăn mà cổ đút cho em ăn như vậy thì quá hạnh phúc rồi gì nữa. Rồi cảm ơn em. Được. Không chứ lại trong bữa ăn chắc em đúng với cổ. Phải không? Dạ. Rồi. Thế bây giờ là nãy giờ mình cũng có một số thời gian trò chuyện với nhau cũng vui vẻ ha, ăn uống rồi ha. Rồi bây giờ thì các bạn hãy nói nhìn thẳng vào mặt đối phương. Hãy nói cho nhau biết thật sự trong lòng mình lúc này đang suy nghĩ điều gì. Mình mong muốn cái gì. Thích hay không hay sao đó cứ nói thẳng với nhau. Mời bạn trai nói trước. Nói chung thì đến đây cũng là một cái duyên rồi. Cho nên con người anh á chưa thấy hoàn hảo á, nhưng mà anh nghĩ trong đầu á lúc nào người con gái mình thương là theo một cái hướng hoàn hảo nhất. Em cảm nhận cô ấy như thế nào? Dạ em thấy cảm thấy cô ấy ấm áp giống như cái người là đã gặp. Người đã gặp trong mơ. Mơ. Còn em cảm nhận về anh ấy như thế nào? Em cảm nhận anh ấy là cũng rất là thật lòng. Ấn tượng gì tốt với ảnh chứ? Hiện tại là ấn tượng rất là tốt. Cũng hy vọng là mình sẽ có nhiều sau buổi hẹn này thì em và anh sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Và em nghĩ là sẽ có rất nhiều điểm chung mà ta có thể tìm ra được. Như vậy là rồi cũng có thể là có những cái điểm gì đó chưa tốt, nhưng mà sẽ tìm hiểu rồi hiểu rõ hơn mà cũng biết cách để mà cân bằng nó. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi chị Tường đếm từ 1 đến 3, các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình và phải suy nghĩ thật kỹ. Rất nhiều người đang theo dõi chương trình này. Bấm nút là trao cái duyên cho nhau, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Không rung động, không bấm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Hãy đứng về một đội đi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hãy cố gắng thể hiện bản thân mình và gìn giữ cô gái ở bên cạnh để mỗi ngày được cô đút cho ăn. Dạ. Rồi, gửi tặng hai bạn. Đây là những chiếc vé xem phim từ cụm rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Và đặc biệt, chương trình còn gửi tặng cho hai bạn một voucher thưởng thức những món ăn thuần Việt nhưng được trình bày bắt mắt theo phong cách Âu Châu tại nhà hàng Galic. Đây là nơi đến lý tưởng cho các cặp đôi hẹn hò, kỷ niệm dịp đặc biệt hay là đi cùng với gia đình. Gửi tặng cho hai bạn. Kính thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa xin phép được tạm dừng tại đây. Quý vị nhớ đón xem chương trình vào khung giờ rất quen thuộc 10 giờ sáng thứ Tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Mọi người nhớ phải bấm subscribe quý vị nhé. Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Một. Hết thời gian. Bấm. Hai bên đây đi về với nhau nè. Vậy là chúng ta cũng có được một cặp đôi. Chúng ta có một đôi em đây rồi. Em nghiêng về phía anh Thăng là khi em nghe được cái câu chuyện của anh. Với lại em suy nghĩ là cái người này họ đã trải qua cái sự đau khổ, em cũng vừa vượt qua được cái đau khổ của em, thì em nghĩ là cái người này sẽ được đồng điệu được với em hơn. Dù sao thì chúng ta cũng thành công được 50%. Yeah. Chắc là tầm 1 tháng là anh lên anh thăm em. Rồi em cũng tiến triển từ từ, sau đó em đi lên gặp. Cái rồi thấy Hiền ra đón em lúc mà em vừa bước xuống xe nữa. Trời ơi, cảm giác nó cũng hạnh phúc lắm chị. Em ơi, cái thời gian của mình gặp nhau á, anh lúc nào cũng trân trọng cái cả từ cái lúc đầu anh và em gặp nhau đến khi anh đi lên Đà Lạt đến bây giờ, mọi khoảnh khắc anh đều rất là giữ ở trong này nè. Anh lúc nào cũng luôn yêu em, anh mong em hãy cố gắng vượt qua cái thời gian khó khăn này, đừng có hờn giận vu vơ anh nữa nha, anh yêu em nhiều. Thì quý vị khán giả, Tường sẽ trò chuyện với một cặp đôi này rất đặc biệt, là cái hôm đó Tường mai mối là cặp đôi này đã bấm chéo nhau nha quý vị nha. Đó là bạn Thanh và bạn Thảo. Em xin chào hai MC, em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang ở trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin chào hai chàng trai bên kia luôn ạ. Em tên là Châu Ngọc Thảo, 29 tuổi, hiện tại là đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là kinh doanh dịch vụ giặt sấy, giặt hấp. Chào toàn bộ quý vị khán giả. Em là Thăng, năm nay 31 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý tổng giám đốc cho tổng giám đốc hệ thống lỗ gạo Đức Hiểm 109. Em đến từ đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa, em vào đây lâu chưa? Em mới vào hơn 2 năm. Hơn 2 năm thôi. Dạ. Hôm nay mình đến tham gia chương trình với ai? Em đến với dì của em ạ. À, dì là ở trong Nam hả? Dạ, cho vâng dì. Dạ. Cho Tường hỏi cảm xúc hai chàng trai chút xíu. Dạ. Hôm nay tinh thần mình đến là mua 1 tặng 1, cảm xúc mấy bạn thấy sao? Thấy vui lắm chị, hớn vui hả? Dạ. Hớn hở lắm hả? Dạ. Đang mở cờ trong bụng. Mở hả? Cờ trong bụng. Còn em? Em thì tại vì các em làm cái này cũng hay có chương trình, những chương trình như vậy á, nên mà thấy rất ok và hào hứng. Ủa cái gì ta đang hỏi cái vụ mua 1 tặng 1 mà. Thì mua 1 tặng 1 các em bán cái này cũng có những lần có chương trình mua 1 tặng 1 chị. Khách hàng cũng rất chi là vui. Và em bây giờ đang trong cái tâm thế như vậy. Rồi, trước mắt là cảm thấy ổn. Rất dứt khoát, rất đàn ông hả chị ha. Bên hai chàng trai đều biết hai cô gái bệnh có con luôn rồi. Mình nhìn giới thiệu ngắn vô thẳng luôn cái tình trường cho chị đi. Thảo đang ngồi cái đỏ phải không em? Dạ đúng rồi ạ. Rồi Thảo tình trường đi cưng. Em vừa chia tay với người chồng trước của em được hơn 1 năm rồi ạ. Hơn 1 năm. Dạ. Nói chung là hết yêu, là lý do là không hợp nhau thôi. Cái cuộc hôn nhân nó kéo dài bao lâu em? Dạ, cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 3 năm hơn chị. 3 năm hơn. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George 2 trong 1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Biết là cái nỗi đau thì mình cũng không nên khơi lại. Tuy nhiên không biết là Thảo có thể chia sẻ nguyên nhân tại sao mà cụ thể là mình chia tay không? Thứ nhất là do người kia họ ghen tới mức mà gọi là không control được cái hành động của người ta. Cái thứ hai á, người ta hơi gia trưởng một tí, bắt em vào một cái khuôn khổ của người ta. Nhưng mà em là một người hoạt bát, năng động. Khi mà ép em vô như vậy thì em cũng khó chịu. Được một thời gian thôi rồi sau đó là em cũng không chịu được. Thì sau đó thì em có xin phép bên gia đình chồng là em về bên nhà mẹ em. Sau khi về bên nhà bên này á, thì em mới phát hiện ra là người đó có một cái mối tình phía sau lưng em mà em cũng không biết luôn. Sau này em về nhà bên đây em mới được biết về cái thông tin đó. Thảo hiện tại là mình nuôi con gái luôn đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị ạ. Trường hợp của Thảo là sau khi sinh thì cũng khó khăn đúng không? Sau sinh em gặp nhiều cái trục trặc về tình cảm vợ chồng. Thành ra cái tâm lý của em nó không có được ổn định. Thì em bị một cái vấn đề về tâm lý, đó là bị trầm cảm sau sinh. Sau khi sinh 6 tháng là em phải đi điều trị tâm lý 6 tháng nữa. Nhưng mà bây giờ em đã vượt qua được rồi đúng không Thảo? Dạ đúng rồi chị. Hiện tại thì em đã kiểm soát được nó là khoảng 70% rồi. Chia sẻ về để cho các quý ông có đang theo dõi chương trình á, mình cũng phải hiểu và thương cho thân phận người phụ nữ. Mới tin cuối cùng là khi đấy em đang du học ở Nhật 5 năm. À em có đi Nhật hả? Dạ dạ. Em đang học đại học năm 3 thì em xin về em cưới vợ. Là coi như đã có một đời vợ rồi. Có rồi. Về cưới tháng 1 năm 2018. Cưới xong thì em có quay lại đi học tiếp, định tháng 10 sẽ đưa vợ em sang. Nhưng vợ em lại có bệnh không sang được. Vợ không sang được thì em quyết định về mua vé và xin phép trường cái thứ đến mùng 5 tháng 11 năm 18, nhưng đến 26 tháng 10 vợ em mất. Xin lỗi em nha, dạ, dạ. Buồn nên... chuyện cũ của mình. Nói chung đến bây giờ thì sẽ là đã vượt qua rồi. Chứ còn có một khoảng thời gian là khá chỉ là sốc. Rồi, bây giờ mình đã ổn định về tâm lý, bây giờ mới mở lòng ra lại đúng dạ, không? Dạ. Hello, hai em thấy chị Tường không? Chào chị Tường. Ok, thấy không, vui không? Không có ngờ mình gặp nhau trên sân khấu rồi, bữa nay dịch bệnh mình trò chuyện với nhau ha. Rồi trước tiên là phỏng vấn lại cái hôm đó, sao cái người mà chương trình giới thiệu mà chọn chéo của bên kia, địa hàng bên kia của người ta vậy? Mà ghê lắm, ông này chọn mà bà này cũng chọn lại mới ghê chứ. Ba, hai, một. Hết thời gian. Bấm. Đường bên kia đã đi về bên đây, chỉ có hai bên đây đi về với nhau. Hai bên đây đi về với nhau nè. Ừ. Còn xanh với xanh này là đi về luôn. Vậy là chúng ta cũng có được một cặp đôi. Chúng ta có một đôi ngày hôm nay rồi. Thảo, sao bữa hổm bấm chọn anh Thăng vậy Thảo? Tại vì cái lúc em chọn á chị thì em cũng không có suy nghĩ nhiều. Tại vì em thấy cái sự đồng cảm ở chỗ anh Thăng. Còn bên cái bạn nam kia thì theo cái sự cảm nhận của em á, bạn đó còn quá trẻ, với lại trong cái chuyện tình cảm mà không có chưa có đồng điệu được với mình phải không? Đúng rồi. Nhưng mà cái lúc mà chưa nhìn mặt nhau á, cái lúc mà nói chuyện mà chưa thấy mặt nhau đó, là em đã nghiêng về phía Thăng chưa? Hay là khi mà mở ra rồi thì mới nghiêng về phía anh Thăng? Em nghiêng về phía anh Thăng là khi em nghe được cái câu chuyện của anh. Với lại em suy nghĩ là cái người này họ đã trải qua cái sự đau khổ, em cũng vừa vượt qua được cái đau khổ của em, thì em nghĩ là cái người này sẽ được đồng điệu được với em hơn. Trước dịch đó thì hai bạn đã có gặp gỡ nhau, hẹn hò nhau, cái tiến trình như thế nào, gặp nhau được nhiều chưa, hiểu hơn được với nhau chưa? Nói đi chứ. Thực ra thì trước dịch thì, ngay sau khi em quay xong thì bọn em có gặp nhau một lần ngay sau khi quay xong, chắc tuần đấy em nhỉ. Gặp nhau em qua tiệm quần áo, em gặp nhau ngồi nói chuyện với uống nước, về xong cái thì em về quê. Em về quê có chút công việc, thế là về hơn một tháng. Đến khi em quay vào cái thì dịch bắt đầu, nhưng cũng tranh thủ gặp nhau được một lần nữa. Dịch đến và từ đấy trở đi là mỗi người một nơi. Trời ơi, sao mà ít oi dữ vậy trời. Cái hôm em chuyển nhà, anh Thăng có hứa hẹn là sẽ giúp đỡ em chuyển nhà, mà dịch tới cũng chẳng đi, chẳng giúp được gì, chẳng được phụ được gì hết luôn. Không, nhưng mà tôi thấy cặp đôi này là mặc dù gặp nhau có 2 lần, nhưng mà cái kiểu nói chuyện á rất là tự nhiên nè, chứ không phải là mắc cỡ nè. Như vậy là gặp nhau trực tiếp 2 lần thôi, chứ vẫn liên hệ điện thoại với nhau thường xuyên đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó, tại vì tôi thấy cái kiểu nói chuyện là thấy rất là thoải mái tự nhiên luôn, chứ phải kiểu là e lệ hay là còn cái gì mà khách sáo với nhau nữa. Vậy thì cái hiện tại là cái mối quan hệ của các bạn được như thế nào rồi? Hôm anh Thăng có qua bên tiệm em thì có gặp mợ em với lại bà em, thì bà với mợ thì cũng hài lòng về anh Thăng. Mẹ em thì chưa có gặp, nhưng mà mẹ có xem trên chương trình, mẹ cũng không nói gì nhiều. Nói chung là mẹ thích thì mẹ mới không nói, chứ mẹ không thích là chắc mẹ cũng nói nhiều lắm. Còn là cái phía bên em là tương đối ổn. Dạ đúng rồi, tương đối ổn. Rồi còn hướng bên nhà của Thanh thì biết chưa? Sau khi chương trình lên sóng thì tất người đều biết, mà cả nước biết đâu, phải có mình nhà em biết đâu. Mà mọi người trong nhà em thì trước đến giờ vẫn là vậy. Em quyết định như thế nào thì mọi người sẽ luôn ủng hộ, không có ý kiến nhiều. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm của em thì gần như nhà em sẽ không có nhiều cái em tham gia sâu, chỉ bảo thôi cứ cho nhau cơ hội và tìm hiểu. Nếu tiến tới được thì gia đình sẽ tiếp tục ủng hộ. Rồi bây giờ trong cái mùa dịch này rồi yêu đương như thế nào đâu, kể chị Tường nghe coi. Thì anh em cũng cứ nói chuyện với nhau, nhắn tin, nhiều cái phương thức liên lạc mà chị nhìn thấy thì cũng có thể nhìn thấy hàng ngày được. Chị biết là có nhiều cái cách để gặp. Vấn đề chị đang muốn hỏi là hai em có thường xuyên làm cái điều đó hàng ngày không? Liên hệ qua lại thăm nom chăm hỏi nhau hàng ngày hay không? Cái gọi điện với nhắn tin hàng ngày thì chắc là không hàng ngày. Nhưng cũng cứ không có để nó bị thưa quá, chắc vài ngày. Cả hai cũng thêm một tí công việc nữa, với lại thì bây giờ cứ suốt ngày cầm điện thoại nó cứ sao ấy chị. Không có phải là chưa tuổi tiên nữa, cứ suốt ngày phải làm gì phải báo cáo. Thì anh Thăng anh đi đâu thì anh cũng nói với em, mà anh đi về quê hay anh đi công tác thì anh cũng có nhắn tin, anh nói chuyện với em. Anh nói hôm đó là anh đi công tác, mà để mà nhắn tin hàng ngày mà giống như mấy bạn tuổi tiên thì chắc em với anh Thăng không có. Tại vì em cũng phải con cái rồi công việc của em nữa, rồi anh Thăng cũng có công việc riêng của anh Thăng nữa. Trời ơi, hai người này nói chắc tôi tuổi tiên quá à. Tôi bị qua tôi ôm điện thoại tôi nhắn suốt ngày luôn á trời. Chị có thời gian nhắn luôn á hả? Chị mới liêu. Sao không? Chị là ba đầu sáu tay, rất là nhiều việc, nhưng nếu chị có người yêu là chị vẫn đều đặn mỗi ngày. Nếu mà chị ngày đó mà chị không biết người yêu chị đang làm cái gì ở đâu là chị rất là bực bội. Chắc là bây giờ em lại phải học hỏi chị Tường rồi. Con người mình á, bây giờ nhu cầu là gì, và đặc biệt là dịch bệnh nữa, là mình cần cái người á, quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc. Với lại trong cuộc sống mình hàng ngày á, bao nhiêu việc nó xảy ra, cái người mà mình muốn chia sẻ nhất là ai? Là cái người mình yêu. Mà cái gì mấy ngày mới liên hệ một lần rồi quên mất tiêu rồi. Bất cứ cảm xúc lúc nào là cầm điện thoại lên lúc đó, hoặc là nhắn tin liền. Mà bữa nay ngồi đợi lâu quá bực mình dễ sợ, là cũng nhắn tin. Rồi cái em vô quay rồi nghe, chút nghe quay xong nhá. Rồi quay lần tụi bên kia thì anh đi tiếp khách, ví dụ vậy. Rồi nhưng mà là phải ngày nào cũng phải gọi, ngày nào gọi tối trước khi ngủ là ok bye bye, ngủ ngon, ngày mai mà mở mắt ra là phải là hello good morning cà phê đi em, rồi chụp hình đi cà phê gửi vô, hoặc là cái gì đó. Trời ơi, phải có cái đó chứ. Hôm sau em xin chị Tường một hôm gặp trực tiếp để chị trên minh lại cho em cái này với cái này, cho em là chị chưa có được gọi lắm chứ nếu vậy rồi biết chừng nào mới tới lúc cưới nhau. Trời, phải có cái sự qua lại tương tác, rồi mình phải kể cho về cuộc sống của nhau, để mặc dù mình không có gặp nhưng mà mình vẫn cảm thấy mình rất là gần, thì như vậy mình mới hiểu được. Với lại em biết sao không, cái nhắn tin không có lộ bản chất, mà mình phải gọi điện mình mới cảm nhận được cái người đó, nhiều khi người ta nóng giận hay là cái tánh người ta như thế nào đó, qua cái cách nói chuyện nó mới thể hiện. Đôi lúc nhắn tin nó thể hiện ít lắm, cái đó là sự quan tâm hàng ngày mà mình phải có, mình mới phát hiện ra những cái chỗ bất ngờ. Với lại Thăng ơi, đàn ông là phải chủ động Thăng ơi, đàn ông là phải chủ động Thăng ơi. Em biết rồi, em sẽ rút kinh nghiệm, học hỏi thêm chị Thường. Phải tập trung vô, trời ơi, nhanh rút gọn. Được, yes or no là mình phải biết được cái chủ quyền của mình là được hay không. Còn cứ cà lơ phất phơ như vậy là nó vậy hoài luôn á trời. Chị nói vậy đúng không Thảo? Dạ đúng rồi. Thấy chưa? Nghe chưa? Sai lầm vẫn là em. Đúng rồi, sai lầm vẫn là anh ơi. Thanh ở bên em chứ đều nói với anh Thanh hết. 4-5 ngày trước là nhà em bị rào, là anh ơi nhà em bị rào rồi, em bị nhốt, em bị cách ly rồi, hai mẹ con em bị nhốt trong nhà rồi. Thế là anh Thanh cũng trả lời, cũng hỏi Thanh kêu mình giữ sức khỏe. Hai bạn có hẹn hò gì với nhau, có kế hoạch gì để làm cùng nhau sau dịch không? Dạ, hôm sau chắc em với Thảo mời chị đi ăn một hôm để chị thêm cho bọn em ít kinh nghiệm nhỉ. Ok, hết dịch đi cưng, hết dịch rồi mình gặp. Chúc cho hai đứa là giữ gìn sức khỏe nha. Rồi chúng ta chờ thôi, chờ nhanh thôi, sẽ hết dịch rồi chị em mình sẽ tiếp tục cái công việc nè. Rồi cái mối lương duyên do tôi mát tay gầy dựng này phải cố gắng không? Mình đã giành giật chéo nhau của người ta rồi thì cố gắng nắm bắt cái cơ hội nha. Rất là vui nếu như mà nhận được tin đến được với nhau là tụi chị vui lắm, tụi chị mừng lắm. Tại vì thật sự cái chương trình Ghép Đôi Thần Tốc thì tụi em cũng thấy mới phát sóng được có mấy tập thôi. Nếu như mà tụi em mà đến được với nhau là một trong những cái cặp đôi đầu tiên là tụi chị rất là mừng, theo dõi kỹ lắm đó. Có cái gì vui là báo cho tụi chị biết nha. Nha. Mắt thì tạm thời giữ gìn sức khỏe. Rồi vậy thôi chị Tường, cảm ơn hai em nha. Rồi tạm biệt. Tiếp theo là cặp đôi thứ hai là cặp đôi Nguyễn Văn Tùng và Tô Thị Thanh Hiền. Cặp đôi ông bố gà trống nuôi con quyết chinh phục bằng được mẹ đơn thân xinh đẹp như thế nào. Dạ em tên là Nguyễn Văn Tùng ạ. Năm nay là em 31 tuổi ạ. Quê em ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên mình vô đây lâu chưa Tùng? Em vô đây từ năm lớp 8 ạ. Em làm đầu bếp ạ. Wow, ghê vậy. Đầu bếp về ẩm thực miền nào? Dạ em đầu bếp về bữa ăn buổi trưa em có. Nói chung là ba miền, miễn cái đồ ăn mọi nơi, miễn là tốt cho sức khỏe. Dạ đúng không? Quán ăn hả? Đầu bếp. Dạ không ạ, em làm ở nhà rồi sau đó em nấu ăn xong, sau đó em tự đi giao cho mấy chị. À, coi như là nấu bán online luôn. Có người đặt hàng. Dạ có người đặt trước rồi xong đó em buổi sáng em nấu rồi xong là em dọn em đi ra. Rồi bên kia đi, cô gái màu xanh đi. Còn chần chờ gì nữa mà không giới thiệu về mình nhỉ? Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em tên Tô Thị Thanh Hiền, em ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Hiện tại công việc của em là bán đá phong thủy online. Ồ, cũng bán hàng. Dạ, em bán cũng được 6 năm rồi. Là có kinh nghiệm rồi hả? Dạ. Có biết coi bói rồi không? Dạ, em không biết coi bói đâu nhưng mà em biết coi phong thủy. À, biết coi phong thủy luôn hả? Hay vậy trời. Bữa nay đi quay hình rồi em có coi trước cái phong thủy bữa nay nhắm cái hướng đi rồi nó tốt không em? Hợp màu gì không? Em nghĩ là 2. Em nghĩ tùy duyên đó chị. Tùy duyên ha. Dạ. Khi mà quen nhau thì hai đứa rất là hợp luôn. Nhưng mà khi cưới nhau về thì những cái mâu thuẫn trong gia đình nó xảy ra. Thì mình không có tiếng nói chung thì làm sao mình giải quyết được cái vấn đề đó. Cái quan điểm đó của em đưa ra thì ta Ken sẽ bác bỏ đi. Vậy đó. À dạ. Không có tiếng nói chung. Tùng thì sao Tùng? Thế mà tình trường của mình như thế nào? Em cũng từng có gia đình và cũng có một bé trai. Năm nay là được gần 5 tuổi rồi. Kết hôn được bao lâu? Tụi em hầu như là chưa đám cưới. À vậy hả? Dạ, tụi em nhưng chỉ đăng ký kết hôn. Có đăng ký kết hôn. Dạ. Tụi em sống chung thì từ lúc vợ em có bầu đến lúc con em được 1 tuổi là tụi em hầu như chia tay rồi đó. Rồi giấy tờ chính thức chưa, chia ly dị chưa em? Dạ, giấy tờ chính thức rồi. Rồi con ở với ai? Dạ, con thì em nuôi. Ngồi vậy bình thường, thường con nhỏ phải theo mẹ chứ sao lại em nuôi? À, tại em không biết làm sao nhưng em không thể xa con em được. Em không thể xa con em được. Em cũng nói chuyện với mẹ của bé là để xem nuôi thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà nguyên nhân tại sao lại chia tay? Cái lúc mình sáp vô nhau và có con, cái lúc đó ấy, giống như là tình yêu nó tức thời. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em 26 tuổi. 26 cũng chín chắn trưởng thành rồi chứ phải non nớt gì đâu. Tại lúc đó em làm trong cái môi trường công việc của em đến từ sáng đến 10 giờ đêm ấy. Cứ làm như vậy hoài cái tự dưng cái con người mình nó trở nên cô đơn. Rồi đến khi mình có một cái mối tình cái mình cứ nghĩ là đó là một người vợ. Nhưng cuối cùng thực ra là không phải như thế. Bất cứ vấn đề gì em nói ra cái vợ em đều khóc thôi. Ví dụ như vợ em vừa mới đi đâu đó cái rồi xong không nghe điện thoại em hỏi mà từ sau đi đâu nhớ cái điện thoại này hay nói gì đó cái không. Cái vợ em đi chơi về muộn cái em bảo từ mẹ cũng nói là thôi đi về sớm sớm chút có con nhỏ cái không. Cái mọi thứ đều là khóc hơn và trời, bên đây cũng đang muốn khóc rồi là Tường ơi. Nãy tôi muốn nói mấy câu Tường ơi, bên đây cũng đang muốn khóc hết Tường. Tức cha rồi, đang muốn khóc rồi Tường ơi. Dạ mọi thứ là cứ là ai khóc. Ai là người đề nghị chia tay? Hầu như là hai đứa tự thấy như vậy. Rồi có khóc nữa không? Dạ không, lúc chia tay thì hai đứa đều vui vẻ. Có còn qua lại thăm con đồ gì không? Dạ cô cũng qua lại thăm con. Là cười không chứ hết khóc rồi? Dạ cười không à. Bây giờ thoải mái hơn. À vui hết là được rồi. Trời nó sợ nó mất phần. Dạ rất là ấm áp. Sợ mất phần, dạ chưa. Xin lỗi đã tước quyền của em. Rồi tới hò. À, anh cảm ơn. Hên quá, nắm tay cười chứ không có khóc. Một. Đã có màu. Robot vậy mọi người. Dù sao thì chúng ta cũng thành công được 50%. Dạ. Thì bây giờ đã rõ ràng hết rồi. Rồi, xin mời hai bà áo xanh. Hai bà màu xanh đã trùng màu. Đây, rồi hai bạn đứng bên đây cũng được. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm. Đến đây đứng với tôi cho có cặp coi. Đứng cùng mình hả? Mình chưa nói hôn luôn rồi. Vội vàng quá vậy. Vội vã quá vậy. Dạ em làm lại cũng được. Làm lại đi em, dạ. Chị chưa thấy gì luôn đó. Hello hai em, thấy chị Tường không? Trước dịch đó thì hai bạn đã có gặp gỡ nhau, hẹn hò nhau, cái tiến trình như thế nào, gặp nhau được nhiều chưa, hiểu hơn được với nhau chưa? Sau khi bấm thì hai đứa gặp nhau đi ăn, sang ngày hôm sau thì em đi về lại Đà Lạt, chắc là 1 tháng hả anh? Chắc là tầm 1 tháng là anh lên ảnh thăm em. Tụi em cũng tiến triển từ từ, sau đó em đi lên gặp. Cái rồi thấy Hiền ra đón em lúc mà em vừa bước xuống xe nữa, trời ơi, cảm giác nó cũng hạnh phúc lắm chị. Hai đứa đi trên chiếc xe mà 12 giờ đêm mà trời rất là lạnh nữa. Và người em lạnh quá mà cứ đơ hết cả luôn, mà em cũng thấy rất là vui chị. Phải trong lúc hai đứa ở cùng nhau, rồi cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn, cùng nấu nhắn cho nhau ăn. Cũng hạnh phúc lắm chị, cũng cảm giác cũng giống như là gia đình luôn rồi. Chứ không phải là mới quen nữa, em cảm giác. Lúc đó là khuya lắm rồi, mà mình ra mình thấy ảnh như vậy thì cũng thấy cũng cảm động, nhưng mà tại vì trước giờ hai đứa tìm hiểu nhau thì toàn làm FaceTime rồi nói chuyện cũng ít rồi, chứ không có gọi là sướt mướt tình cảm hay gì, nên là khi mà thấy ảnh lên thì mình nghĩ là chắc người này mình cũng nên tìm hiểu rồi coi thử sao, tại vì dù gì người ta cũng đi một đoạn đường xa lên thăm mình mà, đón thẳng về thì cái lúc đầu mà về nhà rất là ngại ngùng luôn. Không biết nói gì cho thôi đi ngủ đi. Chứ giờ không biết nói gì hết trơn. Anh ngủ ở dưới còn em lên ghế em ngủ. Sang ngày hôm sau thì hai đứa đi chơi các game nữa, chở nhau đi chơi thì cảm giác là rất là ấm áp và cảm giác như là một gia đình, và thấy ảnh cũng quan tâm, cũng chăm sóc, rồi cũng nói là rất là tâm lý. Cái món đầu tiên mà anh chỗ tài nấu ăn là cơm cuộn yêu cầu của Ken. Cho nên là Ken rất là thích luôn. Còn mình thì mình thấy là cũng hạnh phúc lắm, tại vì trước giờ không có được như vậy. Dạ đúng là bếp vui lắm chị. Giống như chị muốn nấu làm sao mà ngon nhất để cho hai cái người yêu thương nhất của mình ăn cái ngon á. Mà không hiểu sao mình nấu rau mình thấy mình ăn dở ẹt à, còn thấy hai người chê em quá trời. Hai bạn có kế hoạch gì để làm cùng nhau sau dịch không? Dạ bây giờ tụi em chỉ dự tính là hai đứa ráng khỏe mạnh rồi bình an đến cái lúc gặp nhau thôi, cũng chưa dám tính sang cái gì hết rồi. Bây giờ chỉ mong qua em bây giờ đang phải tự cách ly ở nhà đây ạ. Tụi em nói chuyện liên tục vào chị, trừ những cái giờ mà em đi làm thôi, còn cứ đi làm về cái là hai đứa nói chuyện cho tới khi nào đi ngủ thì thôi. Hai đứa đều nói nhiều đó chị ơi. Thực ra thì anh nói nhiều hơn em. Còn anh hơn em. Chứ Hiền ở chương trình Hiền nói là Hiền ít nói, chứ bình thường Hiền nói nhiều lắm chị ơi. Còn ngây nữa chứ, còn ngây lắm, ngây hơn cả em nữa. Điều đầu tiên mà khi hết dịch là em sẽ phải đi lên thăm Hiền liền. Tại tụi em nhớ Hiền lắm rồi. Dạ, thực sự là khi tham gia chương trình ấy, em cũng bất ngờ lắm. Em không nghĩ là mình sẽ được gặp một chương trình có thể chọn lựa cho một người mà có thể ưng ý đến như vậy. Và em cũng xem rất nhiều tập, thấy có nhiều cặp đôi kết nối cũng rất là tốt. Xem qua mùa dịch là em cũng mong mọi người là giữ gìn sức khỏe, mong qua cái đại dịch. Và em rất cảm ơn chương trình đã tạo cho tụi em cái chương trình rất là hay, có thể gặp gỡ được. Nếu mà các bạn nào mà chưa tìm được người yêu thì hãy mạnh dạn đến với chương trình, sẽ gặp được một đối tượng thật ưng ý ở chương trình rồi. Khi mà em đi quay cái chương trình này xong mà phát sóng lên TV á, thì em cũng gặp nhiều vấn đề lắm chị. Những người quen coi rồi thì cũng nói chung là người ủng hộ thì ít, còn cái người là không thích thì nhiều. Nhưng mà theo cái bản thân em thì em chẳng có gì buồn hay là gì hết, em thấy vui tại vì nhờ cái chương trình mà em gặp được anh Tùng và hai đứa quen nhau yêu nhau. Cho nên là em nghĩ là mọi người ai mà còn đang độc thân á thì nên tham gia chương trình này, vì biết đâu được mình đi tìm ở ngoài rất là nhiều nhưng mà mình sẽ không có cái mối lương duyên, nhưng mà biết đâu được là mình tham gia rồi mình sẽ gặp được người như ý. Thực ra là mọi người cũng đừng nghi ngại quá, tại vì thực ra là chương trình mỗi khi tham gia tụi em cũng không có kịch bản gì hết, tự vô cái cảm xúc của mình thôi. Nói chung mọi người cứ tự tin đăng ký tham gia chương trình và thể hiện cái cảm xúc của mình thật nhiều thì mới có cơ hội tìm được cái người mình yêu thương nhất. Tại vì em biết là khi lúc mà mở cửa ra là Hiền đã không có muốn chọn em rồi, không có hề nhìn em luôn. Phải dùng mọi cách để cho Hiền chú ý đến em thôi. Các bạn cứ tự tin lên, bây giờ mình thích ai là mình phải nói và phải cố gắng hết sức mình. Đừng có ngồi im chờ đợi người ta bấm nút cho mình. Cố lên nha mọi người. Là thật ra là ngay lúc đầu mà lên rồi, khi mà cái bức rèm mà chưa có kéo ra thì em cũng nghĩ là em sẽ không có bấm nút cho ai hết. Nhưng mà em bị cảm động ảnh cái bài hát cuối cùng của ảnh. Anh vẫn luôn dõi theo nhìn em, dù em có vui có buồn, để anh nhìn thấy niềm tin trong đôi mắt em. Và em hãy... Ê, nãy giờ mình đang hát hay mình đang đọc thơ vậy? Em phổ nhạc luôn á. Đọc thơ mà người ta phổ nhạc hay quá. Thôi được rồi. Tự nhiên thấy khi mà anh hát lên tôi thấy anh dễ thương quá, kêu thôi một người cũng nên chọn để mà mình tìm hiểu. Cho nên là em mới quyết định ngay cái khúc cuối đó, em mới là quyết định. Lúc em hát mà mọi người cứ không biết là bài thơ hay là bài hát nữa. Em nghe nhá, xem có nhớ lại cái cảm xúc gì không nha người yêu. Em có biết rằng anh thích em nhiều lắm không? Vì anh yêu em cười, vì anh yêu những lời mà em nói rất ngọt ngào với anh. Anh vẫn luôn dõi theo nhìn em, dù em có vui có buồn, để anh nhìn thấy liền tin trong đôi mắt em. Và em hãy hứa với anh điều này thôi, khi buồn chán gì em hãy buồn đi và khóc đi, để anh được đến ôm em vào lòng, mỉm cười vỗ về và thì thầm những lời nói thật yêu em. Em ơi, cái thời gian tụi mình gặp nhau á, anh lúc nào cũng trân trọng cái cả từ cái lúc đầu anh và em gặp nhau đến khi anh đi lên Đà Lạt đến bây giờ, mọi khoảnh khắc anh đều rất là giữ ở trong này nè. Anh lúc nào cũng luôn yêu em, anh mong em hãy cố gắng vượt qua cái thời gian khó khăn này, đừng có hờn giận vu vơ anh nữa nha, anh yêu em nhiều. Bây giờ thì đang trong mùa dịch, muốn là anh giữ gìn sức khỏe, rồi khi nào hết dịch rồi hai đứa mình gặp nhau tha hồ mà đi chơi. Em không có giận anh nữa. Em nhớ nha, em hứa. Rồi em hứa. Rồi tạm biệt. Hẹn gặp lại khi chúng ta hết dịch. Và chúng ta sẽ đón xem chương trình Ghép Đôi vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 nhé.